Đã bắt được hai thanh niên trong vụ cướp 1 tỷ trắng trợn ở Vĩnh Phúc. Cả hai quen nhau qua hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Theo nguồn tin từ Vietnamnet, cơ quan công an đã bắt được hai nghi phạm trong vụ cướp 1 tỷ đồng vào ngày 8 tháng 3 tại đường Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó vào ngày 8 tháng 3, chị Phan Thị Tê, sinh năm 1990, trú tại huyện Vĩnh Tường, ra ngân hàng rút 1 tỷ đồng tiền mặt. Trên đường đi ô tô về, chị Tê dừng lại ở đường Mê Linh thì bị hai đối tượng giật túi ni lông bên trong có 1 tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản trên. Đến 15 giờ ngày 9 tháng 3, sau gần 24 giờ kể từ khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản. 15 giờ 20 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hoài N, sinh năm 1999, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã ra đầu thú. Đến khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Hắt, sinh năm 1992, trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành. Đối tượng Hắt đã có 4 tiền án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hắt và N khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên các đối tượng đã gặp nhau và kết bạn trong nhóm Hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc.